Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Vi Xe Cấp. Và đây là một con xe thủy thủ cực độc màu đỏ, cực độc màu đỏ nha. Màu đỏ thì linh kiện trên xe màu đỏ, bao tay có chung sườn màu đỏ. Đây, mình quay chi tiết cho các bạn coi đó, một con xe rất đáng sưu tầm để chơi. Cái hộp số của nó còn vàng khè luôn các bạn đó. Từ số 1 tới số 5 năm tốc độ, chúng ta có cái này năm tốc độ. Dòng đặc biệt của xe thủy thủ là nó có cái cần số ở đây nha các bạn. Khi cho ta chúng tải, chúng ta lên số giống như xe hơi vậy đó. Đó, đây là xe Nhật nha, xe nhập từ Nhật về. Chúng ta coi cái bao tải, thấy chữ không? Đó, cần ring theo xe chuông, bao tải. Dày của nó cũng màu đỏ luôn. Vành 16 nha các bạn. Vành 16, cam là vành inox. Có hai cái đèn pha phía trước. Đó là hai cái đèn pha nha. Một cái ghi đông rất là lạ. Ghi đông bạn đạp zin luôn, do đạp zin ai thắng nằm trong đây. Cái nó có cái hộp này để giúp dây xích không bao giờ trật sơn, không bao giờ trật. Hồi xưa ai kỷ niệm đi xe đạp sẽ thường xuyên bị trật sơn, yên dòng này sẽ không bao giờ bị trật sơn nhé các bạn. Em sẽ đọc lại để cho anh em sưu tập. Con này cái ba ga của nó có thể mở rộng được đó, mở rộng ba ga được rất là hay nha. Thì cam bằng nhóc rất đẹp nha. Năm tốc độ, chạy chậm thì đi số 1, chạy nhanh đi số 5. Đó, giống như xe hơi vậy đó. Sẽ quay qua bên đây. Đá đi, đá đi. Đóng xe luôn rồi. Đó. Đó nha, chúng ta coi cái clip của nó, sensor rất là hay. Nhà xe 16 nó phù hợp với tất cả mọi người, cao thấp gì đây cũng được các bạn, không quá cao không quá thấp. Ai mà thấp quá thì nâng nó yên lên, ai cao quá thì hạ cái yên xuống. Quá đẹp. Xe này xe nhập từ Nhật về, rất là hiếm. Đa số người Sài Gòn rất là ít biết dòng này, mà những người Bắc, người Hải Phòng rồi, những người mà đi tàu Hải Dương, đi Nhật á thì mới biết. Mà đọc lại nha. Đọc cho những em sưu tập. Ngoài ra thì bên mình còn một em màu đen, em này rẻ hơn em đây nha, rẻ hơn màu đen. Xin chào tất cả các bạn, đây là con xe đạp thủy thủ size 24 nha. Con này size nó hơi nhỏ chút xíu, dành cho người lùn. Cái hai là dành cho em bé. 24. Đây là xe đạp thủy thủ Nhật nha các bạn. Xe đạp thủy thủ Nhật. Đồ đạc trên xe là zin. Xe là xe Bridgestone. Tay nắm của nó có chữ Bridgestone nha. Đó. Mà là thắng. Đây là cần số. Cần số là khi chúng ta đi chúng ta trả số. Nó có 5 số nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 5 số. Đây là phần hạ tiếp chống sơn. Độc lạ dành cho sưu tập. Dạ lô. Được nhé.
Con gì? 70. 55 cho tới 65 triệu. 55 cho tới 65. Này chúng ta có clip giờ bằng nha, clip giờ bằng. Xe là cho bằng. Xe đạp thủy thủ Nhật nha. Quay bên đây. Sai 24. Lúc biết tình luôn. Giá trị sưu tầm đồ cổ nha. Ai vừa đi tập thể dục vừa sưu tầm đồ cổ, nhiều khi chúng ta gặp mối chúng ta bán luôn. Bán ngàn chiếc cái khác. Rồi, ok. Đây là con xe đạp size 24 dành cho trẻ em. Nếu các bạn mà muốn kiếm một chiếc xe đạp lớn hơn dành cho người lớn thì đây. Một con lớn hơn. Hai dành hai nữa. Hai con này cực đẹp, cực đập. Cho phụ nữ đi luôn. Dạ. Yeah. Xin chào tất cả các bạn nha. Sau lưng của mình hiện giờ đang là một con xe đạp thủy thủ. Nó gọi là xe đạp thủy thủ là tại vì trên ghi đông á, nó có cái phần lẫy số, là chúng ta chuyển số từ số 1 cho tới số 4, số 5. Số 5 nó có 5 số. 5 tốc độ. Ở trên nó có 5 tốc độ clip nè. Với cái này nó có 3 clip nữa. Như 3 clip đó các bạn. À, nè. Mấy clip? 1 clip. Này nó có 1 clip. Hai bên nó có cái miếng nó kẹp lại nè, rất là đặc biệt nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái con này cho các bạn coi. Con này là cực kỳ hiếm luôn, phải nói là cực hiếm, khó kiếm con thứ hai nha. Ok.